cái chip nó như thế này thì nó có một cái khóa G ở đây để nó không có bắn được, không có di chuyển được. Quay mặt bên kia. Đúng rồi. Không, quay cái lưng lại đây. Đây nha. Thì bắn là như thế này. Túm. Túm cái da gáy lên. Yên làm yên làm yên. Một là tháo cái đỏ này ra này. Đây. Tháo đỏ ra nhá. Là mất 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 cái gàm rồi đấy, là phải bắn đấy. Đây, tháo cái này ra nữa này. Đây là cái chip đây. Sau khi đã tháo xong có thể bắn được đây. Bây giờ đến giai đoạn nhấc ra nó lên và bán. Nghĩa là nằm xuống. Nằm hẳn xuống. Rồi, đây. Nhấc cái túm da cổ lên. Đây, nhấc lên thế này. Chọc vào giữa. Rồi, chọc nó rất là đau đấy. Thế là bóp xong. Sau khi bắn là tay giữ ở cái vị trí bắn. Đây cái chip đây đã xong rồi nhá. Xích đây. Để giữ ở vị trí bắn để làm sao, bởi vì là cái vị trí bắn này là cái mũi kim của nó rất là to này. Chứ nó không có nhỏ. Phòng trường hợp có những con là nó sẽ bị chảy máu là sẽ phải giữ ở vị trí bắn, cái kim nó rất là to. Xem nào, có chảy máu không? Đây, xem nào. Rồi, ok. Đã xong. Đấy, kim bắn xong này. Đấy thì bắn chip mà nó đơn giản như vậy thôi. Tốt nhất là mọi người sẽ bắn theo kiểu là một người giữ và một người bắn. Bắn thì đây, nhấc cái da gáy này lên, thế này. Nhấc hẳn cái da nó lên như thế này. Và bắn vào cái khoảng da. Bắn vào cái khoảng da. Đừng để cho nó nhấc cái mảng da nó to lên chút. Đừng để bắn nó xuyên qua sang bên kia da. Mũi kim nó xuyên sang bên kia da thì thôi. Cho nên là chọc cái mũi kim này chọc hơi xuyên xuống. Để đảm bảo chắc chắn là bắn vào trong da. Bắn vào trong da chứ không bắn vào thịt. Mưa gió cho nên là không cho ra ngoài chơi được. Bởi vì nó bẩn. Để ở trong chuồng bắn. Đấy thì mọi người bắn chip thì mọi người lưu ý đấy. Bắn đơn giản là có mấy cái cần nhớ khi mà bắn chip. Một là để mà bắn được là phải tháo cái chốt an toàn ở cái bên dưới, ở cái đoạn đằng sau cái chốt an toàn màu đỏ. Hai nữa là khi mà bắn thì nhấc cái da nó lên, nhấc miếng to lên và chọc vào là chọc xiên, chọc xiên ra. Chứ đừng chọc xuyên xuống, chứ đừng chọc ngang nó có thể xuyên sang bên kia. Thêm một nữa là bắn xong ấy thì rút kim ra thì tay giữ ấn luôn, bóp luôn ở cái vị trí tiêm để tránh cái trường hợp là có những con nó chảy máu nhiều. Còn tốt nhất mà nói thì nên chuẩn bị sẵn một cái mảnh giấy vệ sinh nhỏ để trong trường hợp những con nó chảy máu nhiều bóp mà nó vẫn chảy máu thì sẽ phải dùng cái giấy vệ sinh để giữ. Ấn vào đúng cái vị trí chảy máu nữa một tí thì nó sẽ cầm máu là ok. Còn 10 con thì chắc nó cũng khoảng tầm 7-8 con là nó không có chảy máu đâu. Chỉ có 2-3 con chảy máu thôi. Đấy thì là mọi người nhận chip là mọi người sẽ bắn chip luôn cho chó nhá. Để nó tránh thất lạc.